Hello anh em, tiếp theo thì có em trai từ quận 12 chạy xuống nha Em trai nói với mình là cái nồi chạy từ lúc mua xe tới giờ là chưa có tháo ra bảo dưỡng lần nào nha Thì mình tháo ra thì mình kiểm tra thì mình thấy bi rồi này kia rồi phốt, bố chuông này kia là mòn hết luôn rồi nha anh em Rồi anh em trai cũng quyết định là thay một bộ trước sau bên mình luôn nha Một bộ bên mình gồm nồi trước, nồi sau, bố chuông, rồi sau ba càng, bi rồi chén bi, cánh quạt rồi đầy đủ nha Anh em muốn đi bóc thì mình sẽ canh đi bóc nha, mà muốn đi êm thì mình sẽ canh đi êm cho anh em đó thì uh, thời gian lắp ráp thì khoảng từ 20 tới 30 phút thôi Ráp vô rồi mình canh chỉnh cho anh em Đồ duyên anh em đem về nha Thì uh, shop mình nằm tại địa chỉ trong hẻm số 14 Sẹt 1, Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú Số điện thoại 0708 năm Anh em cần gì cứ inbox cho mình qua facebook nha Facebook mình để bên góc trái màn hình nha, nha anh em Rồi cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ shop mình nha <laughs>